Cái gì cũng đúng hết á, nhưng mà cái mà gọi là cái thích nhất của tuổi Tinh là cái gì? Tìm hiểu. Đâu? Tìm hiểu nhau. Nói gì? Sapphire. À Sapphire, Sapphire này là nó. Nhưng mà có một cái là mình đừng nói, không phải nói là tuổi Tinh, người lớn á là thường thường là người ta ăn tiệc này nọ đó, đang ăn tiệc đúng không? Người ta hay gọi là nói chuyện kiểu bây giờ người ta nói cái gì đó, gọi video hả? Video gọi livestream á, livestream đó. Có một cái là dạng như mà cái quá trình mình gọi là livestream đúng không? Là đâu được ăn đâu. Sao được ăn? Riêng em á, cầm livestream về ăn đâu được. Riêng em á, nếu em làm về ăn uống, livestream ăn uống á, mỗi lần em có tiệc á là em rất là xông xáo. Tiệc rồi mình đã tốn tiền rồi, sẵn mình livestream cho người coi luôn, đỡ phải mua thêm. Ủa hả? Làm cái lắp đó lợi chết luôn á. Không lợi. Mỗi lần đi ăn nhậu là đặt luôn, livestream cho người ăn luôn. Nhưng mà là sao? Có nghĩa là vậy nè. Tại vì có một bà chị nói là Lộc ơi, gọi là điện về cho tôi mà cứ tưởng tôi là Lộc mà nó hỏi tôi vậy nè. Nói Lộc ơi, dạng em có cách nào mà gọi là mà chị đang ăn, ví dụ như mình đi tiệc cái Tùng rồi đó, gọi là quán xá rồi chơi đó, nói chung với chị đó là live stream bán hàng như là thường xuyên 24/4 mà chẳng giờ cầm cái cây live stream đi ra quán kỳ. Đúng không? Chắc là để đó, hoặc với lại là người ta quá trình mình phải dựng cái chỗ đường đi thì đương nhiên người ta đi tới lui nó ngã. Đúng rồi. Đó, thử là chị nói là chứ còn mà gọi là hầu như bả like như là trừ khi là ngủ thôi. Chính là like stream bán hàng cũng cực. Còn ăn uống là lúc nào dù ăn cũng like, người ta vẫn bình thường mà, có gì đâu. Có cách nào mà để cái điện thoại cho nó gọn gàng này nọ không? Thì tôi mới nói thì chị cầm cái đó đem ra ngoài quán. Bà cũng thích là nó ngã, người ta này nọ ngã. Đúng rồi. Nó không, nó lại chiếm chỗ nữa. Đúng rồi. Với lại nó là nếu mà để trên cái gì đó nó sẽ tuột hay ngã. Cái tôi mới nói một câu rồi nè, thôi chị ở nhà chừng đừng đi ăn. Nó sao? Cái nó vậy em chị hỏi em làm cái gì? Bây giờ nha, có một cái mẹo rất là hay khi dành cho mấy anh em hay sử dụng điện thoại, hay để điện thoại livestream để giao lưu với mọi người á, hay là giao lưu với bạn gần xa đó. Tao đang ngồi ăn nhậu, hay tao đang nhậu, hay là gọi điện đang nhậu một khoe với mấy người bạn mình á. Đơn giản thôi, trên một bàn nhậu, trên một bàn ăn lúc nào có một cái ly thì mỗi người một cái ly mà. Đúng. Anh sẽ xin thêm cái ly ta vẫn cho. Chính cái ly đó sẽ hỗ trợ cho anh quay video với livestream rất là hay. Kê đó nó tuột, không hiểu không? Kê là phải tuột rồi, nó trơn nó tuột, nó cũng dễ hư hơn nữa. Lại nhiều người ta gấp chỗ này gấp cái kia, bắt đầu rem cái bàn là nó tuột. Đúng rồi, nếu mà kê vậy thì anh mang luôn cái chân quay đi cho nó đỡ. Đơn giản thôi, anh kiếm em một cái ly đi, ly uống bia đi, thiết kế cho. Ly uống bia quán nào không có hết. Không có ly thì kêu tiếp viên cho anh mượn một cái ly, anh uống trà đá. Nó sẽ mang cho anh một cái ly, đúng không? Thường thường anh ngồi thôi chứ cái bàn cầm cái này nè, ly nằm ngang mặt anh á thì cái bàn thì nó phải trên lệch ngay cái người mình rồi. Ok, đơn giản thôi, anh lấy mượn nó một cái ly uống trà đá, nói vậy thôi, nhưng thực sự anh ra anh không uống trà đá, anh sẽ lấy ly. Nếu không được thì anh gỡ ốp ra đó, mọi người thấy không, nó ngang cái bàn, ngang, ví dụ đang mặt ngang này, là ngang thẳng mặt anh Khải luôn, thấy cho anh Khải luôn, thấy chưa? Nó đang nói chuyện nè, hai bữa nay tôi được đi ăn uống nè mấy bạn đó, mọi người thấy không? Hôm nay tôi ăn có mực xào nè, tôm sú nướng đó, nó hay ở chỗ đó đó. Có nhiều người thì đi quay đám cưới á, một người bạn nhờ anh quay giùm là anh sẽ quay sao, anh cầm lên nói thế này đúng không, bạn kêu quay đứng á, tại vì để tao like TikTok bạn mày mới quay đứng là anh cứ cầm vậy đúng không, nhìn nó không có chuyên nghiệp. Rồi ok, lấy gỡ ấp lưng ra, nó sẽ nằm sát vô đây đó, mọi người sẽ bấm quay, mọi người sẽ cầm như thế này nè đó, cũng ly vô không, đang like cho thằng bạn đó, đi biểu diễn nghệ thuật đó, qua lại đưa xuống lên đưa từ từ lên, đưa lên đó, đưa lên trời cứng ngắc sau đó được đó, đó quẹo qua lại đó, đưa lên đưa xuống đó, thấy không, nó chuyên nghiệp không đó, nhìn nó chuyên nghiệp hơn đó, thấy chưa? Người ta cứ nghĩ mình cầm cái ly đi uống không chứ ai mà nghĩ đang quay. Có khi anh làm cái này trong tiệc cưới, người ta quay anh lại để đăng TikTok luôn anh Khải đó, thấy chưa? Quay vô, quay sát mặt, quay vô, quay nghệ thuật xíu, quay sát vô, quay ra, đưa lên, quẹo qua, vòng đó, cái gì? Cái gimbal nó, anh cầm nó không có rung, đúng không thần? Đó, thấy chưa? Nó hay ở giờ đó, cầm đưa đó, đưa qua đi, cầm đi quay cho người ta đó, nó lợi hơn nữa. Anh cầm hai tay thì sầm hết, thấy chưa? Lên nó không có rung nha, đâu rung đâu nè, mà mình đi vậy thôi chứ nó không có rung đó. Đó, rất là hay. Cái ly là cái công cụ hỗ trợ cho mấy anh em trong đám tiệc cưới hay là ăn hàng quán, muốn quay giùm cho người ta. Lấy này quay rất là tuyệt vời. Chết. Ok. Nha. Yeah. Ok. À. Nó bám cứ ngắt luôn, không rớt đâu. Không tin anh xoay 360 độ mà coi. Đó, không rớt đâu, nó bám rồi. Đụng nó rớt cái không rớt đâu. Tại vì khi anh nhét vô là anh biết là nó sẽ không rớt được. Rớt vô cái nồi là lẩu điện thoại luôn á. Thấy là ổn không? Ổn. Đó, rất là hay. Mà được cái là nó không có rung nha. Không có rung. À, tôi thiệt mà sự nó không rung, mình cầm điện thoại quay nó rung, với cái này mình đưa cái này nó không rung nha. Gimbal. Đồ. Được không? Vậy tôi nói bà chị đó làm cái này được nè. Ừ. Cái này là để cho anh cầm. Để, anh cầm anh di chuyển, không thì anh để không thì cũng được. Tôi nghĩ là mà camera nằm trên trước đúng không? Ờ. Nằm trên này đúng không? Đúng rồi. Vậy là đâu có được cái đụng chạm gì đâu. Đúng rồi. Được, ok. Đó. Hả? Nè đó, mình vừa ăn mà vừa nói chuyện vẫn bình thường mà. Ừ. Không gọi là thứ nhất không chiếm diện tích. Đúng rồi. Thứ hai nữa không sợ bị tuột rớt này nọ. Đúng rồi. Chứ người ta quá chạm tới cái bàn mình. Đúng rồi. Đó, ok được. Đó, ok nha. Ồ, tuyệt vời. Một cái gimbal bằng một cái ly. Đó, nói chung là tuy nó đơn giản, em nghĩ là xong video này em nghĩ một số anh em sẽ áp dụng cái trường hợp rất là hay trong tiệc cưới. Rồi ok. Hẹn gặp lại em tất cả clip sau.